Tập 22. Đến rồi. Trời ơi. Người anh em Chính Bạch, đại ca Chính Bạch. Anh Chính Bạch. Chính Bạch là như thế này. Không phải chúng ta đông người sao? Đường đến Thượng Hải lại xa. Tôi già rồi, tay chân đi đường dài không tiện. Thuận tiện chở hàng luôn. Đúng, có thể chở hàng. Có Tiểu Quyển tặng. Chỉ có cậu Tinh Thông. Nhìn xem. Để xem. Anh Chính Bạch, vết thương của anh sao rồi? Vết thương ổn rồi. Nhị Lâm, cậu không phải thuận tay lấy đồ của người ta đấy chứ? Tôi làm sao tiện tay chứ? Nào xuất phát đi. Nào đi thôi. Theo tôi. Chuẩn bị xuất phát. Ông đó. Để tôi xem xem. Tôi xem. Để anh Nghiêm. Cái này. Anh Nghiêm à? Được rồi. Đi thôi. Xuất phát. Xuất phát. Đi đi. Mau mau. Lên xe. Lên xe. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Không thấy A Mùi đâu cả. Cái gì? Không thấy à? Cô đang nghĩ gì vậy? Anh có biết tại sao cô ấy muốn theo chúng ta không? Ai? Cô Liễu. Tiểu Quyển à? Sao vậy? Cô ấy nói anh trai cô ấy muốn kiếm cho cô ấy một tấm chồng. Đây là một việc mà anh trai nên làm. Vậy thì sao? Nếu như tìm cho anh một người mà anh không thích thì anh có lấy không? Tôi chắc chắn không rồi. Vậy thì tại sao lại tìm cho chúng ta người mà chúng ta không thích mà bác phải gả chứ? Không thích. Bao hàm cả cái tên Tô Chim Văn cô không thích kia nữa à? Anh. Anh Nghiêm, nói thật đấy, con người anh thật sự không tệ. Tôi không muốn nói ra là vì không muốn xin chuyện. Chúng ta về sau là người một đường rồi. Phải quan tâm tới nhau một chút. Vì tôi chăm sóc anh thì anh cũng phải chăm sóc tôi. Tôi làm sao chăm sóc được anh? Lấy ra. Cái gì? Hộp thuốc. Tôi không cầm. Triệu Lão Nhị, đến người của mình cậu cũng trộm sao? Người của mình. Anh cứ lọt kéo ngựa của anh đi. Tôi nói rồi, thuốc này anh không hút nổi đâu. Sau này có chuyện gì cứ tìm tới tôi. Anh Dị Lâm, nếu như đại ca Lý biết tôi ở đây, có khi nào lại đưa tôi quay về không? Cô yên tâm đi, đợi phát hiện thì chúng ta đi xa rồi. Đại tá, đây là sơn trại của bọn tộc người kia. Tấn công. Giết. Có quỷ tử. Quỷ tử kia, tao sống chết với mày. Ừ.
anh em. Sao vậy? Anh Lý à, sao cậu lại đem em gái tôi đi? Tiểu Quyển, Tiểu Quyển không phải trên sân trại các anh sao? Cái đó thì do đám anh em của cậu làm rồi. Có chuyện gì thế? Cô Tiểu Quyển, xuống xe đi. Là chủ ý của hai người bọn họ. Quỷ gia còn nói cái gì mà kim tiền thoát xác. Đúng thế, là ý của tôi. Muốn trách thì trách tôi đây. Tôi xin lỗi. Lý đại ca, Lý đại ca. A muội, cùng anh về đi. Em không về. Lý đại ca, là do tôi nhờ bọn họ mang đi. Đừng trách họ. Hơn nữa, không phải anh đã đồng ý với anh trai tôi rồi sao? Đưa tôi tới Thượng Hải, không lẽ anh nuốt lời? Đúng vậy Tiểu Quyển, nhưng cô và anh trai cô vừa mới đoàn tụ, anh ấy lo cho cô như vậy. Tôi cảm thấy, anh à, anh ấy đã đồng ý rồi, em nhất định phải tới Thượng Hải. Với lại, tộc người chúng ta rất trọng tín nghĩa, nếu nói không giữ lời, thần núi sẽ trừng phạt. A muội, em qua đây. Sao tôi lại không biết anh đã hứa đưa người ta đi Thượng Hải chứ? Em nghĩ rằng anh có thể giấu được Aka sao? Em giấu anh chuyện gì? Anh đã sớm nhìn ra rồi. Anh, đừng nói bậy. Lý đại ca là ân nhân của em. Em không xứng với anh ấy. A muội của anh sao lại không xứng chứ? Có phải là do cô Lục kia không? Cái này không liên quan gì tới cô Lục cả. Được rồi, nếu đã như vậy, A ca cũng không cản em nữa. A muội, chăm sóc tốt cho bản thân. Nhớ rõ những gì anh đã nói với em. Em nhớ rõ rồi. Anh thật tốt. Anh yên tâm, sau khi tới Thượng Hải em sẽ mau chóng về với anh. Mãi mãi không rời xa anh. A ca đợi em. Đi thôi. Người anh em, tôi giao em gái cho cậu. Cậu nhất định phải chăm sóc nó tốt, đừng khiến nó tủi thân. Được rồi, tôi đảm bảo cô ấy sẽ an toàn. Đúng đúng, anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ bảo vệ Tiểu Quyển. Tiểu Quyển cô nương, anh bạn yên tâm. Làm xong việc nhất định đưa cô ấy trở về. Đi thôi, đưa Tiểu Quyển cô nương về xe đi. Lên xe. Anh, tạm biệt. Vậy thì tôi cảm ơn các người anh em. Cảm ơn, bảo trọng. Bảo trọng. Đi thôi, lên xe đi. Đúng rồi, ngày hôm qua sau khi phá doanh trại bọn quỷ tử, dọn dẹp hiện trường chưa? Dọn dẹp rồi. Tôi sợ bọn Nhật phát hiện ra gì đó làm liên lụy tới sân trại, cho nên đã xử lý rồi. Vẫn là cô tinh tế. Nếu như để liên lụy tới sân trại thì trách nhiệm chúng ta lớn lắm. Nói đi nói lại, những hán tử của sân trại này lợi hại thật. Chỉ dùng cung nỏ giáo mát mà sức sát thương không hề kém hơn đạn. Toàn bộ là máu tanh mưa gió. Hỏng rồi. Sao vậy? Cái mũi tên của đám cửu đương đều có chút độc. Nhị Lâm, Nhị Lâm, Nghĩa Phong, qua đây. Sao vậy? Hai người cậu quay lại sơn trại, nói với tộc người cửu đương tạm thời trốn trong núi, tránh nơi đầu gió. Được, hiểu rồi. Đi nhanh về nhanh. Được. Hy vọng không quá muộn. Không xong rồi, sơn trại có chuyện rồi. Sinh, giết cha mẹ vợ con tao, chúng ta nhất định sẽ khiến chúng nợ máu đền máu, nợ máu trả máu, báo thù, báo thù, báo thù. Đại tá,
Tôi nghe nói đám người này tính cách độc ác, có thù tất báo. Tôi sợ chúng sẽ lại tới đây tập kích. Dù sao cũng chỉ là một đám người rừng thôi, sao có thể tạo thành mưa to gió lớn được? Truyền mệnh lệnh của tôi, một khi phát hiện có cá lọt lưới, giết luôn không cần hỏi. Vâng. Anh Chính Bạch, anh Chính Bạch, anh Chính Bạch à, thế nào rồi? Mau nói đi. Sơn trại bị lũ khốn kia sát hại rồi. Anh trai tôi thì sao? Không nhìn thấy đương gia cửu đương. Trời chưa sáng chúng tôi đã ra ngoài đi săn rồi. Không ngờ là khi trở về cả trại đều chết sạch rồi. Hỏng rồi. Cửu đương chắc chắn đi tìm bọn Nhật báo thù. Lý đại ca, tôi cầu xin anh hãy cứu anh của tôi. Tôi chỉ còn duy nhất một người thân thôi. Đại ca Chính Bạch, có phải sơn trại vì chúng ta nên mới bị hại không? Bây giờ họ khó khăn như vậy, chúng ta không thể mặc kệ. Đúng vậy. Hai người các cậu đem hòm giấu đi. Chúng ta bây giờ đánh doanh trại của bọn Nhật. Rất đàn ông. Ông đây chỉ chờ câu này của cậu thôi. Tôi phản đối. Chịu rất nhiều khổ cực, không dễ dàng gì mới đem được hòm về. Lúc này không thể đụng vào bọn giặc khốn đó. Vận chuyển hòm mới là nhiệm vụ của chúng ta. Cậu không được gây thêm rắc rối nữa. Đội trưởng Mã, chúng ta vận chuyển những chiếc hòm này chính là vì cứu nước. Nhưng bây giờ có người như chúng ta mà liên lụy, chúng ta không cứu thì nhiệm vụ này có nghĩa gì? Nếu xảy ra chuyện, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Tôi có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với lương tâm của mình. Nói hay lắm. Tôi ủng hộ quyết định của cậu. Mọi người, Chính Bạch ở đây hỏi mọi người, chuyện này tuyệt đối không gò ép. Nếu như có người không muốn đi thì nói ra ngay, thế nào? Tôi đi với anh. Được. Quỷ gia, ông với Tiểu Quyển ở lại trong coi hàng. Những người khác xuất phát. Lý đại ca, hãy đưa tôi theo cùng. Tôi nói rồi, những người khác xuất phát. Quỷ gia, chăm sóc cho tiểu cô nương nhé. Yên tâm. Đương gia, bọn khốn này bị khói độc dụ ra ngoài rồi. Giết! 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 Nổ. Thank you.
Điều ngu ngốc nhất là không biết tự lượng sức mình. Binh sĩ của chúng ta tuy chết dưới tay của lũ người rừng này, chứ không phải máu chảy trên chiến trường. Thật đáng tiếc. Kẻ này có lẽ là kẻ cầm đầu bọn chúng. Đúng vậy đại tá, tên này tên là Cũ Đương. Trước đây chúng ta từng tiếp xúc qua. Rất không nghe lời. Treo thi thể của nó lên, để cho cái đám không nghe lời kia lấy đó làm gương mà bỏ cuộc. Dân. Yamaguchi cũng có lúc chết đi như một tác phẩm nghệ thuật. Khi cậu nhìn sinh mệnh này, lúc cơ thể của cậu chết dần chết mòn, cảm giác này thật là đẹp đến mức không lời nào diễn tả được. Đó là đầu thủ lĩnh của Cũ Đương. Tình khốn kiếp, xem ra chúng ta tới muộn rồi. Chính Bạch, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Chia ra hành sự, dùng kế điệu hổ ly sơn. Chính Phương, anh với Nhị Lâm tìm cách dụ chúng ra ngoài, dù càng xa càng tốt. Nhưng tôi chỉ cho các anh nửa tiếng, không được hiếu chiến. Nửa tiếng sau nhất định rút lui. Được, chúng ta làm thế nào? Đợi giặc mắc mưu, tôi và những người khác xông vào, chúng ta sẽ giải quyết tận gốc chúng. Được, chuẩn bị hành động. Đi, đi. Báo cáo thiếu tá, vừa nãy lại có một đám tới tập kích. Thuộc hạ đem người đi truy lùng. Đi đi. Dân. Bắt mưu rồi, lùi. Ở bên đó, đuổi theo. Không xong rồi quỷ gia, tôi phải đi xem. Tôi không yên tâm nổi. Tiểu quyển cô nương, yên tâm đi, có đám người Chính Bạch ở đấy. Anh của cô chắc chắn không sao. Nhưng đó là anh tôi. Cái con nhóc này cô. Động. Người anh em, giao cho các cậu đấy. Được. Đi. Đi. Mau, đuổi theo. Thank you.
còn cần kiên trì bao lâu? Đừng gấp, kiên trì thêm 10 phút nữa. Còn 10 phút nữa à? Cho chúng thêm mấy thứ hay ho, xem. Đi. Đuổi theo. Sao rồi? Điều tốt rồi, lùi. Đi. Có mai phục. Quản lý kia. Từ trong ra ngoài đều là bẫy của kẻ địch. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục thế này, sẽ chỉ càng thêm những thương vong không đáng có. Đợi khi trời sáng, tiếp tục giết sạch kẻ địch. Lùi hết. Dân, toàn thể nghe lệnh, quay lại. Người dân chạy rồi. Điều đám anh chính bạch có thể thành công không? Tôi không biết. Bất kể như thế nào, chúng ta giúp họ tranh thủ thêm thời gian. Cũng ổn rồi. Chúng ta lui đi. Được, đi. 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 Người là do ông giết đúng không? Người là do mày giết đúng không? Là tao giết đấy. Cái lũ Trung Quốc chúng mày. Được rồi. Anh. Đại ca. Chính bạch đại ca. Có hàng. Mau, đưa thiếu tá xuống. Thật là sung sướng. Đi, chúng ta về tụ họp với anh em. Đi thôi. Đi. Trưởng ban, đây là tin tức vừa lấy được từ phòng tình báo của bọn Nhật quân. Nói doanh trại của Nhật Bản nằm gần Hưng Thành ngày hôm qua bị tập kích. Trại lính, anh xem liệu có phải liên quan tới Lý Chính Bạch không?
Máy bay ở đâu ra thế? Ai cầm đầu vậy? Là đội phi hổ người Mỹ, là quân đồng minh của chính phủ quốc quân. Quân đồng minh là anh em kết nghĩa à? Máy bay của đội phi hổ sẽ tới tận đây. Phía trên có nổ. Hay quá, tên khốn kiếp ấy thảm rồi. Phía trước có chuyện gì vậy? Triệu Nhị Lâm, không phải anh tay chân nhanh nhẹn sao? Tiến lên xem thế nào. Tôi không đi đâu, tôi phải chăm sóc Tiểu Uyển. Triệu Nhị Lâm, cậu là đàn bà sao? Đường sau cậu còn không đi sao hả? Chỉ nghĩ tới lúc chia tiền thôi sao? Tôi tiểu đừng phí lời, mau đi đi. Có tin tức của Thanh Giao và Mã Vũ Phi không? Tạm thời vẫn chưa có. Báo cáo, vào đi. Trưởng ban, là việc của Chim Văn. Vết thương của tổ trưởng Tô ổn rồi à? Đã ổn từ sớm rồi, nhưng sau vụ việc trước luôn luôn chịu sự điều tra của sở quân pháp. Điều tra? Họ muốn điều tra cái gì? Là chủ nhiệm Điền muốn điều tra. Bây giờ đã có kết quả rồi. Thư ký Đỗ, kêu Chim Văn tới gặp tôi. Vâng. Không ổn, đằng trước có cái gì mà ở trên cầu ấy, đội gì đó bị bom nổ sập rồi. Vậy không phải đội phi hổ đang giúp chúng ta sao? Cho nổ cầu làm gì? Nhìn kỹ chưa? Nhìn rõ mồn một, gãy cầu rồi. Nói như vậy, chúng ta lát nữa không thể qua được rồi. Đây đâu phải là người thân, rõ ràng là kẻ thù. Bây giờ phải làm sao? Xem ra phải đổi đường rồi. Đi Hán Khẩu. Hán Khẩu? Trước đây nói là không được đi Hán Khẩu mà. Bây giờ chỉ có mạo hiểm đi thôi. Đợi đã, chúng ta quá nhiều người, mục tiêu cũng lớn. Vậy thì chúng ta phải chia ra đi. Chúng ta đều là tội phạm bỏ trốn đấy. Bất kể đi thế nào, chúng ta cũng không thể đi đường lớn. Nếu không sẽ bị bắt. Đúng vậy, nguy hiểm lắm. Nghe tôi nói, những phạm nhân bỏ trốn trong số chúng ta, đem theo cái hộp đi đường thủy, đi Hán Khẩu. Còn những người khác đi đường bộ. Chúng ta sẽ gặp tại Hán Khẩu. Không được, tôi nhất định phải đi theo cái rương. Tại sao? Cô không tin tưởng tôi. Tôi, Lục tiểu thư, cho dù mấy người họ không phải là tội phạm, một cô gái như cô lẫn vào một đám đàn ông, không phải càng khiến người ta nghi ngờ sao? Nếu như cái rương này có vấn đề thì anh không xong với tôi đâu. Các anh đi theo tôi về Hưng Thành, lấy xe qua đây. Nếu thuận tiện có thể đem mấy bộ đồ của Uông Ngụy đến đây. Không vấn đề, bảo trọng. Lý đại ca, anh cẩn thận đó. Tiểu Uyển cô nương, cô phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu. Xe không dừng được lâu, chúng ta đem hàng xuống đây, xuống bến đò. Được, đại tá Seucho Matsumoto, thuộc hạ vừa trở về từ Hưng Thành. Hai hôm trước Nghiêm Tang mới rời khỏi đó. Đi rồi, đúng. Hơn nữa, còn đem theo vài thủ hạ của sở. Có tin tức của Lý Chính Bạch không? Tạm thời chưa có. Xem ra, sự việc vượt ngục lần này của nhà tù Thanh Thành đằng sau có rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa giải đáp được. Tiểu Điền, cậu mau chóng điều tra tất cả phạm nhân đang bị áp tải. Vâng. Nếu như có manh mối về vụ vượt ngục, nhất định phải điều tra tới cùng. Vâng. Lý Chính Bạch, trưởng ban. Tôi đã đi thăm dò các quán trọ. Từ sau khi Lý Chính Bạch rời đi đều không quay lại. Xem ra đã ra đi rồi. Vừa nhận được một thông tin nội bộ, thuộc hạ không biết ít không. Nói cây cầu thông với Hưng Thành bị đội phi hổ cho nổ gãy rồi. Cầu thông dương. Người tính không bằng trời tính. Đi thôi, chúng ta phải về Hán Khẩu. Đến rồi. Chính Bạch huynh đệ, thuyền ở đâu ra vậy? Dùng tiền của tên tiểu quỷ thuê của người dân bản địa đấy. Gì mà tiền của tiểu quỷ? Tiền của tôi. Có phải cậu trộm không? Ai trộm chứ? Đây là thuyền lớn mà hai người đấy à? Đem cái hòm xuống đây rồi buộc vào đáy thuyền. Cậu bị giỡn người à?
Sao mà không có chút thưởng thức nào thế? Cái hòm này để dưới đáy thuyền thì ướt hết. Đây là hòm chống nước mà quân đội làm. Anh mới dở đó. Đi, cậu mới ngốc đấy. Ngốc không, cái gì cũng chưa thấy bao giờ. Một, hai, ba, đi. Phải cố định chắc chắn mấy cái rương này. Được rồi. Được chưa? Xuất phát. Bởi vì cán bộ chấp hành không tận lực, dẫn đến tiểu đội bị tiêu diệt hoàn toàn. Trách nhiệm quá lớn. Từ ngày hôm nay bị cắt hết chức vụ. Tự xem xét lại mình. Kim Văn tiếp nhận mệnh lệnh. Kim Văn, cậu cũng là người thành thục của hệ thống quân đội. Cấp trên làm như vậy chỉ là muốn tốt cho cậu. Đi đi. Trưởng ban, xử phạt tổ trưởng Tô như vậy có phải là quá nghiêm khắc rồi không? Đây đều là ý của chủ nhiệm điền, không thay đổi được. Đúng rồi, vụ việc Tất Nguyệt Lan đã điều tra kỹ rồi. Cô ta là nội ứng của bên Dạng Lý Nhai phái đến. Dạng Lý Nhai, lại là Dạng Lý Nhai. Chiến cục không ổn, không tránh khỏi lòng người đổi thay. Từ Tử Xuyên biết rõ tên nội gián đang trốn trong bóng tối, không dễ dàng bị tóm được đâu. Hắn chỉ có thể để cho Tô Kim Văn điều tra bí mật, hy vọng có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau. Sở trưởng Khương, sao anh đến rồi? Kim Văn, sao lại uống nhiều rượu vậy? Tâm trạng không tốt thì cũng đừng mượn rượu giải sầu. Khương sở trưởng, dù sao anh cũng đến rồi. Anh uống với Kim Văn một ly đi. Nào nào, được rồi, đừng uống nữa. Để tôi đưa cậu về. Tôi vẫn chưa uống xong mà. Nào. Kim Văn, Kim Văn, uống trà cho tỉnh táo lại đi. Cảm ơn sở trưởng Khương. Uống nhiều rượu như vậy để trưởng ban biết được lại khiển trách cậu. Để sở trưởng Khương cười chê rồi. Xử phạt tuy có nghiêm khắc, nhưng cậu vẫn là người của hệ thống quân đội. Tôi tin tưởng bên trưởng ban nhất định tìm cách khai thông cho cậu. Hơn nữa rương vẫn chưa rơi vào tay bọn người Nhật. Tôi giờ chẳng muốn nghĩ gì cả. Liên quan gì tới tôi chứ? Vậy còn Thanh Giao, cô ấy bây giờ đang ở cùng Lý Chính Bạch, cậu không lo à? Thanh Giao với Lý Chính Bạch là sao? Không có gì.
Sở trưởng Khương, chuyện hôm qua ngại quá. Về sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, uống nhiều sai nhiều. Vâng, những gì sở trưởng Khương dạy Kim Văn sẽ nhớ kỹ. Nếu không có chuyện gì tôi xin cáo từ. Đợi một chút, cái này cậu cầm đi. Đây là cái gì? Cậu nghe tôi nói, bây giờ cậu tạm bị đình chỉ công tác, làm gì còn tiền lương. Cầm lấy, tôi không cầm tiền của anh đâu. Coi như tôi cho mượn đi. Sở trưởng Khương, cảm ơn anh nhiều. Tôi đi trước đây. Đi đi. Khương Thành Đạt biết rõ chúng ta trước mặt đang đối mặt với nguy cơ cực lớn. Từ Tử Xuyên đã không còn tín nhiệm bản thân, làm sao để thoát khỏi nguy cơ đây? Có đói không? Đói từ sớm rồi. Chính Bạch, đi nhanh vậy à? Tưởng các cậu không tới nữa chứ. Chúng tôi định đi đánh cá rồi. Trương đâu? Trương ở đáy thuyền. Cậu nói gì? Ở đáy thuyền. Bọn Nhật phong tỏa con sông này rồi. Thuyền qua lại đều phải được dân dụng. Vì vậy ít nhất phải giấu hàng dưới đáy thuyền. Chúng muốn dùng thuyền này để vận chuyển vật tư. Đúng thế, mặc dù phong tỏa con sông, nhưng hán khẩu vẫn là bên ngụy quân xử lý. Vì vậy, thế nào, tìm được quần áo chưa? Đều ở đây, mỗi người một bộ. Công văn của Seicho Matsumoto nên sử dụng rồi. Tôi muốn Rương và người tách ra đi. Trước hết chúng ta để Rương ở đây. Sau khi vào thành rồi, lợi dụng công văn lừa lấy được giấy tờ qua cửa. Được. Mấy anh em thay quần áo. Được rồi. Thấy sao? Sắp được rồi. Nhị Lâm, sao không mặc vậy? Dựa vào đâu bắt tôi mặc quần áo lính? Mà các anh mặc đồ sĩ quan. Cậu có thay không? Không thay. Chỉ có cậu mặc cái gì cũng vậy thôi. Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ phân vai. Đến lúc đấy cứ diễn thiệt tình. Chính Phương, anh đã lĩnh quân hàm cao nhất. Từ bây giờ anh sẽ là trưởng quan nghiêm. Tôi sẽ là sĩ quan phụ tá. Đội trưởng Mã sẽ phụ trách bảo vệ anh. Được, Thanh Giao, từ giờ trở đi cô sẽ là nghiêm phu nhân. Nghiêm phu nhân, vậy sau này khi thực hiện nhiệm vụ về diễn xuất cô phải dạy tôi rồi. Tiểu Quỷ, cô là người hầu. Quỷ gia, tôi biết. Tôi là quản gia. Cậu, cậu chơi quân hàm không đủ cao à? Bộ quần áo cậu có 3 sao. Cậu trông coi bọn họ. Đại ca Chính Bạch, tôi không biết đóng kịch. Tôi biết, tôi cũng không giỏi đóng kịch. Chúng ta đừng lên tiếng, để họ tự diễn. Được ạ. Ma Tử, Lý Chính Bạch, cậu dám cho ông đây có 1 sao hả? Ông đây nói cậu biết, màn này diễn hỏng động giết chết cậu. Nhẫn nhục một chút đi. Hai người đứng nghiêm chỉnh cho tôi. Cài nút áo lại. Nhìn cậu đi, ra thể thống gì chứ. Đóng lại. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nhị Lâm là người nhập vai đầu tiên. Xuất phát. Trưởng ban, đoàn Cương ở gần hán khẩu, có trạm liên lạc tiếp ứng Lý Chính Bạch. Thông tin có nói đến tung tích Lý Chính Bạch không? Không có. Còn Thông Dương bị nổ, không cần biết Lý Chính Bạch đi đường thủy hay đường bộ, trạm tiếp theo chắc chắn sẽ theo đường hán khẩu. Nói không chừng nơi họ muốn đi là đoàn Cương. Ngay lập tức tới đoàn Cương. Sao vậy phó quản lý? Xe của trưởng quan Nghiêm lái cũng dễ chịu đấy chứ. Dễ chịu. Xe của trưởng quan chắc chắn là dễ chịu. Tất nhiên rồi, con người tôi làm việc rất chắc chắn đấy. Chắc chắn. Trưởng quan đúng là rất chắc chắn. Hai người có thấy phiền không chứ? Trong xe không có người ngoài, diễn y như thật. Chúng tôi đây là đang cọ sát. Cọ sát đấy. Tìm chút cảm giác, quen với nhân vật một chút. Mà còn cô, Nghiêm phu nhân, chúng ta đang diễn phu thê đấy. Cô cũng phải có tâm chút chứ. Trưởng quan, chúng ta sắp tới khách sạn rồi. Phu nhân, đến lúc đó bà cứ trở về nghỉ ngơi. Tôi cùng với trưởng quan sắp xếp đường ra khỏi thành. Được. Vậy hai người cẩn thận. Cảm ơn sự quan tâm của phu nhân.